À, bánh trật hả? Tối nay thì tôi anh với Ma Nhiêm, tức là hai con kèo của tôi anh, là tối nay là sẽ đi soi chuột nhé cả nhà, soi bắt chuột. Tôi anh thì cầm cái gậy này này để đập con chuột, còn còn Ma Nhiêm kia thì cầm cái ná, bắn cả nhà. Đấy. Thì tư nước cặp ở đây nè, con nè, trời ơi không trúng à, trúng rồi. Trời tiếc quá mọi người, trời ơi đập không trúng. Để bắn được một con này cả nhà. Con lớn ấy. Con đầu tiên cả nhà ha. Ở bên này nhiều lắm cả nhà ơi. Nhưng mà không bắt được. Mình cầm cái cây đây mọi người. Cái cây này đập này. À trúng rồi. Đây cả nhà, mình vừa mới đặt được trúng một con này. À, trời ơi chạy đâu cho thoát. Đây cả nhà, được một con thứ hai nhé cả nhà nhé. Cái này mình phải nhanh tay mọi người, chứ không là chậm tay là không bắt được nó đâu. À, mình đập bằng cây này. Giờ đây mình dùng cái cây này thôi, mình đập nè. Đấy, cây này này. Thấy nó chạy là đập liền luôn. Trời ơi, ở đây nhiều chuột quá cả nhà ơi. Con vừa mới chạy nó mới nhìn ơi. Chạy lên rồi nha. Nhiều quá. Đây là họ bồ hò. Chạy chạy lên rồi, chạy lên rồi nha. Ôi, ôi. Ôi trời ơi. Con kỳ nhông đây cả nhà. Đây nè. Mình bắt nha. À,
đây 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 đây. Con này ăn ngon ấy cả nhà. Nè, con này nướng rất là ngon luôn, nướng chấm muối ớt là ngon luôn rồi nhà ha. Nhưng mà bây giờ là hôm nay thì mình sẽ đi bắt chuột thôi. Còn cái này là mình sẽ thả nó đi. Rồi. Thôi giờ mày cứ ngủ nha. Nha. Ngủ đây nha. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đây nè. Rồi. Rồi ok. Ngủ đi. Đúng không? Ủa? À. Bắn trật hả? Vừa bắn trật cả nhà xuống dưới đất luôn, xong rớt dưới đất á. À, ba nhím chụp lại bằng tay. May quá vẫn còn chụp lại bằng tay nhé cả nhà. Còn rất là bự con nữa nè. À. Đấy cả nhà. Đây cả nhà coi này. Ui, máu. Đây cả nhà coi này, còn rất là bự luôn. Mừng quá. Mọi người thấy con chuột kia không? Đây này, đây này. Đó, trúng. Rồi, rồi. Bắn được rồi nha. Quá. Rất mà. Quá. Thấy trúng rồi mà. Đâu ta? Ở trên kia có con rắn cả nhà. Rắn này đây này. Ngay chỗ đèn pin mình gọi này là mình bóng to này. Mình bóng cân này. Đấy. Nghe thấy con chim thôi. Đúng không? Đúng không? Hả? Cái bộ. Ủa đây đây đây. Mình mà nhìn. Phát tập vui này. Mới là có trúng không nhỉ? Đúng không? Rồi. Bui hả? Là đuổi trôi lò này mày đồn phục lần đuổi trôi này. Mọi người thấy không? Con chuột kìa. Nè 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 nè. Ôi cái ta là tụi lỡ cái này mà nó. Đây bắn trúng được con nữa cả nhà nha. Đây. Ôi trời ơi. Con lớn ấy cả nhà. Này này. À, giờ mới được con nữa này. Từ nãy giờ là toàn là bắn trật không à. Hôm nay thì chuột rất là nhiều luôn rồi nhờ. Nhưng mà bắn trật nhiều quá. Đấy, giờ được con.
đúng chưa? Anh cũng được một con rồi cả nhà nha. Đây cả nhà ơi. Lớn đấy cả nhà ơi. Đây cả nhà. Được một con nữa. Máu không cả nhà. Lau cái máu này nè, sợ. Con này bự đó. Được một con nữa. Đây cả nhà, bây giờ là cũng đã về tới nhà rồi. Tối nay thì bắt được 6 con đây mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Được 6 con nhé cả nhà. Giờ thì chuẩn bị nhóm lửa sẽ nướng sơ về phần lông cả nhà. Thì sáng mai là tôi anh sẽ làm hai món cả nhà ha. Một món kho với lại một món trộn với bắp chuối cả nhà. Quá ngon đúng không? Nhìn rất là mập. Rồi, chào buổi sáng, chào cả nhà mình nhé. Giờ cũng đã sáng rồi cả nhà. Và bây giờ là tôi anh sẽ cắt nhỏ ra con chuột đây này, sẽ kho xong rồi sẽ trộn với bắp chuối cả nhà nhé. Sáng nay là tôi chỉ làm hai món đó thôi. Đây cả nhà, bây giờ là hai món chuột của mình đã làm xong rồi cả nhà ha. Giờ là mình sẽ dùng bữa sáng, ăn bữa sáng cả nhà ha. Đấy. Rất là ngon lắm cả nhà. Mình trộn với lá quế mọi người. Đấy này. Nó rất là mùi thơm luôn, mùi thơm của lá quế. Bắp chuối trộn với thịt chuột rất là ngon luôn cả nhà. Đây này. Cay cay. Nhìn muỗng nha, muỗng nha.
cơm nóng cả nhà, cay cay rất là ngon luôn. Rất là ngon cả nhà.